Ngục gia Cuồng Long chương 1279 đã lâu không gặp trước khi tới, hắn đã điều tra qua Tần Thiệu Phong tư liệu, nghe nói qua hắn là hạng người gì. Nói là Tần Thiệu Phong ấu niên liền bị mang đi, rơi xuống một cái thảm không nỡ nhìn trong gia đình, tuổi thơ thanh niên đều trải qua việc vụn vặt cho nên Tần Thiệu Phong phẩm hạnh cũng không có gì đặc biệt. Phía trước tại Diệp lão phu nhân trên yến hội, liền để mọi người thấy hai vợ chồng này con buôn một mặt rõ ràng tần quan sơn năm đó ở Long Quốc thanh danh hiển hách. Cuối cùng cho dù chết cũng là vì nước hy sinh, thế nhưng là con của hắn cuối cùng lại là bộ này đức hạnh, chính mình nâng lên tần quan sơn còn tăng thêm một cái tần đội dài. Đối mặt tần thiệu phong chân chó bộ dáng, tào tất sao cũng không có làm nhiều đánh giá, chỉ là ý vị thâm trường gật đầu một cái, cái này không hổ là vị kia tần đội dài nhi tử tiểu tần tiên sinh cũng là tuấn tú lịch sự chỉ là một câu khách sáo đánh giá đổi lại người bình thường nghe một chút cũng liền đi qua hết lần này tới lần khác tần thiệu phong hai vợ chồng nghe không hiểu những tình cảnh này lời nói hơn nữa một lòng muốn trèo cành cao dứt khoát thuận thế liền cùng tàu tất sao dính líu lên quan hệ vị đại ca kia ta nhìn ngươi tựa như là long quốc nhân a à, tại sao cùng giáo hội người cùng một chỗ a à, ngươi là thân phận gì Tần Thiệu Phong trên dưới quan sát một chút Tào Tất Sao. Nhìn hắn quần áo chính thức, muốn tìm hiểu một chút vị này thân phận, sẽ không phải là phiên dịch a. À. Dù sao nam dương giáo hội phái tới người chắc chắn là đại biểu nam dương võ đạo. Loại tình huống này, nam dương giáo hội trong đội ngũ xuất hiện một cái long quốc nhân, chính xác làm người khác chú ý, Tào Tất Sao ôn hòa nở nụ cười, cũng không có phủ nhận. Người cũng có thể cho rằng như vậy kỳ thực joseph bọn người căn bản cũng không cần hắn phiên dịch hai bên đều giấu trong lòng mình tâm tư joseph cùng hắn mặc dù là bạn tốt nhiều năm nhưng cũng không có nghĩa là đối với hắn hoàn toàn không có phòng bị tào tất sao nghĩ phiên dịch cho hắn hắn cũng không nhất định tin tưởng cho nên joseph trước kia long quốc ngữ liền đã mười phần tinh thông bất quá khi nghe thấy tàu tất sao chỉ là một cái phiên dịch đi qua một bên từ quyên rõ ràng có chút ghét bỏ lập tức liền đối với tàu tất sao không còn hứng thú còn tút tút thì thầm nói ta còn tưởng rằng là cái gì không tầm thường nhân vật kết quả chính là cái tiểu phiên dịch a trong lòng nàng thân phận của nàng bây giờ đã không phải tầm thường Tần Thiệu Phong vụng trộm lấy cùi trỏ gạt từ quyên một chút, cho nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để cho nàng đừng quên mục đích hôm nay. Mặc dù Tào Tất Sao chính là một cái phiên dịch, nhưng bọn hắn thế nhưng là một lòng muốn cùng Nam Dương giáo hội người giao hảo, nói thế nào Tào Tất Sao cũng là Nam Dương giáo hội người. Lại là Long Quốc Nhân, mượn nhờ hắn tới cùng Nam Dương giáo hội tiếp xúc không thể tốt hơn nữa. Này nương môn nhi làm loạn cái gì? coi như trong lòng không nhìn chúng cũng không nên nói ra. Vạn nhất tào tất gắn ở Nam Dương giáo hội người cái kia thảo luận bọn hắn nói xấu làm sao bây giờ? Từ Quyên cũng biết mình nói nhiều, nhìn tào tất sao mặt không đổi sắc, cho là hắn không có nghe thấy. lập tức yên tâm không thiếu. Joseph tiên sinh, tất nhiên người đều đến đông đủ, không bằng chúng ta đi vào trước. dựa theo lệ cũ chiêu đãi xong Nam Dương giáo hội người. Lạc Ngọc nghi ngờ chủ động đưa ra mời bọn hắn đi vào trước. Hai người bọn hắn nghị luận thời điểm, Tào Tất Sao đã đoán được thân phận của người đến, khóe môi hơi hơi câu lên. Trong mắt giữ kín như bưng, rốt cuộc đã đến. Cửa xe chỉnh tề mở ra, thanh nhất sắc tây trang màu đen xuất hiện ở trước mắt mọi người, mỗi một cái cũng là cường tráng hữu lực võ giả. Xem xét động tác liền biết nghiêm chỉnh huấn luyện. Đội xe ở giữa nhất là một chiếc Rolls-Royce, cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế vừa mở, thứ nhất xuống chính là Hàn Thu Sinh. Kỳ thực còn tại lúc trên xe, Tào Tất An viễn xa mà liền thấy hắn. Khi đó cách xa, nam dương giáo hội người bên này cũng không ít, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một người bóng lưng. Đừng nói là bóng lưng, trước mắt người này cho dù hóa thành cho hắn cũng nhận biết Bây giờ vừa xuống xe, hai người ánh mắt đối nhau, Hàn Thu sinh hận không đắc dụng ánh mắt liền giết chết người trước mắt. Nếu như không phải hắn, bàn Long Điện sẽ không chia năm xẻ bảy, càng sẽ không để cho Lão Long chủ tại U Minh ngục giam bế quan 10 năm không thấy mặt trời. Thế nhưng là xem như đi theo Lão người nhiều năm Long chủ thấy tận mắt Lão Long chủ là thế nào đối đãi tào tất sao, đem hắn xem như con trai ruột của mình cũng không đủ thậm chí lúc kia lão long chủ đã bắt đầu để cho tàu tất sao lấy thiếu chủ danh nghĩa tiếp thu rồi không thiếu bàn long điện sự vụ nghiễm nhiên chính là muốn cho tàu tất sao làm hắn người nối nghiệp nếu như không phải như vậy tàu tất sao cũng sẽ không có trong bóng tối góp nhặt thế lực phát động nội loạn đến bây giờ hàn thu si đến bây giờ hàn thu sinh đều nghĩ không thông vì cái gì tào tất an toàn làm phản rõ ràng chỉ cần hắn đợi thêm hai năm bàn lòng điện chính là vật ở trong túi của hắn tào tất sao cũng nhìn ra hàn thu sinh trong mắt hận ý mỉm cười thậm chí còn hướng về hắn gật đầu một cái dùng miệng hình hướng về phía hàn thu sinh nói đã lâu không gặp chương 1.280 người đứng xem cũng chưa chắc rõ ràng tàu tất sao câu này đã lâu không gặp tính là sáng loáng mà khiêu khích trong nháy mắt liền để Hàn Thu sinh lên cơn giận dữ. Nếu không phải lắng động nhiều năm như vậy, đặt ở lúc 10 năm trước chỉ sợ bây giờ Hàn Thu sinh đã xông lên cùng tàu tất sao liều mạng. Bởi vì hắn chẳng thể nghĩ tới. Lần này Nam Dương giáo hội người trong thế mà lại nhìn thấy tào tất sao, Tần Phong còn ở trong xe, nhìn xem phía ngoài Hàn Thu Sinh đứng tại chỗ không nhúc nhích. Theo ánh mắt của hắn phương hướng nhìn sang, vừa vặn thấy tàu tất sao, con mắt chợt lạnh lẽo. Mà ngồi ở hắn bên cạnh thân tăng lão cũng nhìn thấy người này, trong nháy mắt trợn tròn đôi mắt. Tào tất sao, hắn tại sao sẽ ở chỗ này, một chiếc xe bên trong còn có từng có thể cũng, vô ý thức hỏi, ra ra. Tào tất sao là ai? bất quá hỏi xong sau nàng lại ý thức được hôm nay trường hợp như vậy không nên nàng xen vào liếc tần phong một cái sau đó thõng xuống con mắt tần phong ngược lại là không để ý nàng những thứ này tiểu động tác bình tĩnh nói trước đây nội loạn phản đồ đứng đầu cũng là sư phụ ta tên đồ đệ đầu tiên tào tất sao hắn gọi sở thiên khoát một tiếng đại sư huynh nhưng kỳ thật đại sư chân chính huynh hẳn là trước mắt tào tất sao mới đúng không chỉ là hàn thu sinh bọn hắn cái này một số người không nghĩ ra ngay cả tần phong người đứng xem này cũng nghĩ không thông phong ca lòng chủ an cửu tiêu nghe được đối phương là phản đồ đứng đầu vội vàng nhắc nhở xem ra người này là hướng ngươi tới a à. bây giờ chính hắn tới cửa ngược lại là bớt đi chính mình không ít chuyện không nghĩ tới tới tham gia một hồi giao lưu hội lại còn có khác thu hoạch tăng lão trước đây cũng không ở Long Đô, cũng không có tự mình kinh nghiệm trận kia máu tanh phản loạn. Nhưng lúc đó Hàn Thu Sinh liền tại hiện trường, thấy tận mắt huynh đệ tương tàn, ngày xưa bằng hữu từng cái chết ở trước mặt mình. Hơn nữa hung thủ đồng dạng là bị hắn xem như huynh đệ thủ túc một đám người. Trong lòng của hắn hận ý, tuyệt đối so với những người khác đều phải sâu. Tần Phong cũng nhìn xem Hàn Thu Sinh lại không có lên tiếng nhắc nhở để cho hàn thúc tự quyết định a à. hắn là kẻ đến sau cho dù gánh vác giúp sư phụ thanh lý môn hộ trách nhiệm thế nhưng một hồi máu tanh chiến đấu hắn cũng không có tự mình kinh nghiệm cho nên hắn không có tư cách xen vào càng không có tư cách đi khuyên hàn thu sinh lạnh tĩnh Hắn tinh tường đối với Hàn Thu Sinh tới nói, Bàn Long Điện chính là nhà một dạng tồn tại, những cái kia tại trong phản loạn người đã chết cũng là thủ túc huynh đệ của hắn. Những cái kia máu tanh chân tướng Tần Phong không có tự mình kinh nghiệm, nhưng Hàn Thu Sinh lại là từ trong đống người chết bò ra tới. Tần Phong cảm thấy mình không nên thay Hàn Thu Sinh làm quyết định về phần ở bên cạnh người lạc ngọc nghi ngờ đối trước mắt tình huống sớm đã có sở liệu khoanh tay đứng ở một bên không nói lời nào cho bọn hắn lưu túc không gian joseph cũng có chút hăng hái mà nhìn xem hàn thu sinh xem như trước kia tới đón đi tàu tất sao người hắn sẽ không không biết hàn thu sinh cũng biết giữa hai người huyết hải thâm cừu hắn ngược lại có chút chờ mong hàn thu sinh có thể hay không không nín được sông lên trực tiếp cùng tàu tất sao động thủ nam dương giáo hội mặc dù là tới tiến hành võ đạo trao đổi nói trắng ra là chính là người trong giang hồ lại tồn tại này đến long quốc tới nếu như là tại trên giao lưu hội xảy ra chuyện đó là bọn họ tài nghệ không bằng người nhưng nếu như tại giao lưu hội trước khi bắt đầu hàn thu sinh liền xông lên động thủ đến lúc đó vô luận tào tất sao có trả hay không tay long quốc quan phương cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến chỉ cần bọn hắn nam dương quan phương tìm long quốc bên này muốn một cái thuyết pháp bàn long điện thật vất vả bò dậy danh tiếng lại muốn một lần nữa bị dẫm trở về dưới đất cho nên Joseph không chỉ có không lo lắng, ngược lại chờ mong nhìn thấy kết quả, thậm chí còn nhịn không được lên tiếng. Bên kia vị kia là bàn long điện hàn tiên sinh sao? Thực sự là đã lâu không gặp a. Còn nhớ rõ 10 năm trước, ta đại biểu Nam Dương giáo hội tới Long Quốc thời điểm chúng ta còn gặp qua một lần. Suýt nữa quên mất khi đó ngươi là đi theo lão Long chủ thân bên cạnh. Thời gian qua đi 10 năm gặp lại. Như thế nào? Chỉ thấy một mình ngươi, lão long chủ đâu? Joseph chiêu này biết rõ còn cố hỏi, có thể nói là đang cố ý bốc lên hàn thu sinh lửa giận. Lửa giận ngập trời trong nháy mắt sông lên. suýt nữa đem lý trí của hắn trực tiếp thiêu hủy. Hắn từ tay lái phụ xuống sau đó, nhịn không được hướng về tàu tất sao bên kia đi hai bước. Thấy thế, Tào Tất An Hòa Joseph đều lộ ra khuôn mặt tươi cười, mà trong xe Tăng lão nhịn không được há mồm, "Tiểu Hàn." Nhưng lão nhân già ông ta chưa lên tiếng, liền bị Tần Phong đè xuống. Hướng về phía hắn khẽ lắc đầu. "Tăng lão, đầy hết thảy liền giao cho Hàn Thúc tự mình tới định đi. Chúng ta không có cách nào chung tình Hàn Thúc tâm tình bây giờ, cũng không thể thay hắn quyết định. Tôn trọng hắn a." tăng lão nghe vậy cũng trầm mặc xuống không còn bình luận chỉ thấy hàn thu sinh hướng về phía trước đi đến một đôi mắt nhìn chằm chằm tàu tất sao tiếp đó đột nhiên chuyển hướng ghế sau chỉ thấy hắn mở cửa xe cung kính hơi hơi khom lưng lòng chủ thỉnh xuống xe chương 1281 cách không rằng co hàn thu sinh lời nói trịch địa hữu thanh, giống như là muốn để cho tại chỗ tất cả mọi người đều nghe thấy. Hắn ngữ khí bình ổn, không mang theo bất luận cái gì cừu hận. Thậm chí nghe không ra hắn bất kỳ tâm tình gì, phẳng phất vừa rồi tào tất an hòa Joseph lời nói hắn hoàn toàn không nghe thấy một dạng. Chỉ thấy hắn kéo ra ghế sau cửa xe, nhường qua một bên thân thể hơi hơi khom lưng tránh ra vị trí cánh cửa thấy thế tào tất an hòa joseph nụ cười trên mặt không thay đổi chỉ là ánh mắt lóe lên lướt qua một cái ngoài ý muốn tào tất sao cười gật gật đầu đúng vậy a à, ta vị này nghĩa huynh trước kia thế nhưng là xúc động lỗ mãng tính cách hẳn là chuyện gì xảy ra để cho hắn thành thục không thiếu a à trong miệng hắn hời hợt chuyện gì xảy ra rơi xuống trên thân hàn thu sinh chính là đẫm máu tàn khốc hồi ức thế nhưng là tại khẩu khí của hắn nói đến phảng phất là cái gì nhẹ nhõm khôi hài việc nhỏ một dạng vậy liền để chúng ta xem vị này tân nhiệm long chủ lại là bộ dáng gì a à? tiếng nói rơi xuống cửa xe mở ra bên trong đưa ra một cái chân không gian bên trong, hình ảnh lập tức phảng phất ngưng trệ lại, tất cả mọi người đều nín thở. Trên thân tần phong tản mát ra một cổ khí tức cường đại. Từ hắn xuống xe một khắc này phô thiên cái địa đánh tới, đối mặt tào tất sao. Đến từ địa cảnh tông sư cường đại nội kinh, qua trong giây lát liền cho người tiếng lòng căng cứng. Thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên chậm chạp, phảng phất sợ mình hô hấp nặng sẽ ảnh hưởng đến những người khác người khác không hề động. Nhưng mà toàn thân cơ thể cơ năng cũng bắt đầu tiến hành bản thân phòng ngự, phảng phất cảm ứng được một đầu thao thiết cự thú ngay tại trước mắt của mình. Hướng về phía chính mình mở ra huyết bồn đại khẩu, máu tanh khí tức sông tới mặt để cho người ta dựng tóc gáy. Liền bên cạnh Joseph cũng nhịn không được trao mày, vô ý thức lui về sau nửa bước thậm chí tại trong chớp mắt liền đã nắm chặt nắm đấm, tùy thời chuẩn bị dựng lên phản công tư thái. Mà Tào Tất Sao cũng xoay đầu lại nhìn chằm chằm Tần Phong. Trên mặt như cũ lộ ra một vẻ mỉm cười thản nhiên. Mặc dù trong thân thể nội kình đã bắt đầu điên cuồng vận chuyển, nhưng mà nhìn bề ngoài như cũ vân đạm phong khinh. Đối mặt hướng về hắn đi tới tần phong tần phong cũng không có lộ ra vẻ gì khác lạnh nhạt hướng về bên này từng bước một đi tới bàn long điện tử đệ xuất hiện toàn bộ đều toàn thân áo đen mỗi người thần sắc trang nghiêm sát khí nặng trọng nhìn xem bàn long điện xuất hiện thanh thế vậy mà trong chớp mắt liền vượt qua nam dương giáo hội lạc ngọc nghi ngờ hơi híp mắt lại nhìn xem hắn hắn ánh mắt lại tại cuối cùng mới rơi xuống lạc ngọc nghi ngờ trên thân Tần Phong cùng Tào Tất Sao gặp thoáng qua. Hai người lại không có bất luận cái gì đối thoại. Chỉ thấy Tần Phong vững vàng đi tới Lạc Ngọc nghi ngờ trước mặt. Vân Đạm Phong khinh mở miệng, Lạc trưởng lão. Đã lâu không gặp, tại chỗ người đều biết, từng có lúc bàn Long Điện mới đại biểu cho Long Quốc Võ Đạo Đình, cũng chỉ có đại biểu cho Võ Đạo Đình người, mới có tư cách tiến hành giao lưu hội làm chủ dù sao cũng là thế giới tính chất giao lưu hội ban tổ chức đương nhiên sẽ không tìm một cái bình thường vô năng tổ chức tới làm chủ thế nhưng là bây giờ chủ nhà lại trở thành võ minh mà bàn long điện lại trở thành được mời khách quý vừa rồi hàn thu sinh rõ ràng đã nói qua tần phong thân phận joseph bây giờ tới biết rõ còn cố hỏi đơn giản chính là vì bốc lên mùi thuốc súng joseph tới tào tất sao tự nhiên cũng là muốn tới Hàn Thu Sinh cố gắng áp chế lửa giận. Tăng Lão chủ động đi đến tàu Tất Sao trước mặt tới, đem hắn cùng Hàn Thu Sinh ngăn cách tàu Tất Sao. Bây giờ không phải là ngươi ta lúc nói chuyện. Nếu như Nam Dương giáo hội người còn hiểu quy củ, liền câm miệng ngươi lại. Tăng Lão nhiều năm như vậy bào ca lão đại không phải làm cho chơi. Cứ việc đã có tuổi, lại như cũ khí chàng mười phần, một câu nói liền tràn đầy lực uy hiếp bất quá tào tất sao đương nhiên sẽ không để ý tới hắn uy hiếp mỉm cười nói tăng lão nhiều năm như vậy không thấy ngài vẫn là như thế bạo tính khí quả nhiên là càng già càng dẻo dai đáng tiếc trước kia rời đi thời điểm không thể gặp ngài một lần quấy bằng không thân thể của ngài hẳn là không bây giờ tốt như vậy a à. tào tất sao ngữ khí không có chút nào khiêu khích nhưng mà hắn lời nói lại có thể dễ dàng bốc lên lửa giận trước kia tăng lão bởi vì tuổi tác đã cao, bản thân liền đã dự định về hưu, cho nên thật sớm về tới xuyên trung, trưởng quản xuyên trung sự vụ. Lòng đồ bộc phát nội loạn thời điểm. Tăng lão tự nhiên không tại hiện trường. Nghe tào tất sao ý tứ, nếu như trước kia tăng lão cũng tại mà nói, chỉ sợ là không thể may mắn thoát khỏi. Ngươi, tăng lão còn chưa nói cái gì từng có thể cũng mặt mũi tràn đầy lửa giận, trợn to hai mắt muốn nói điều gì, lại bị tăng lão ngăn cản, nhưng cũng, người khác không có giáo dục, ngươi còn không có quy củ sao? Ta nói, bây giờ không phải là ngươi ta lúc nói chuyện. Từng có thể cũng mặc dù bất mãn, nhưng vẫn là ngoan ngoãn lui ra. Tăng lão thì hời hợt nhìn tào tất sao một mắt đứng ở sau lưng tần phong. Bây giờ, hẳn là chúng ta Long chủ nói chuyện thời gian. Nói xong, đem sân khấu để lại cho Tần Phong, để cho hắn đứng tại tất cả mọi người phía trước nhất. Chính mình cung cung kính kính hướng về phía Tần Phong nói, "Long chủ, đến phiên ngài."